lực mua giảm nhiều thì nên làm gì? Rồi mà lúc khách hàng click bấm vào xem quá trời á mà không mua á thì làm sao? Vậy thì chúng ta cùng xem nguyên nhân là gì và nếu chúng ta gặp thì có cách gì để khắc phục. Đáp án tháo gỡ sẽ nằm sâu trong 5 gạch đầu dòng trong video này. Đừng bỏ lỡ nhé. Chào bạn, mình là Đặng Tuyết và trong video này mình sẽ chia ra làm 2 phần để cho mọi người dễ tìm hiểu nhé. Thứ nhất là khi lượt click sản phẩm ít khiến sức mua suy giảm thì ta nên làm gì? Và thứ hai là khi lượt click quá trời mà khách ít mua là tại cái gì? Mọi người bán hàng online thì cũng phải theo dõi hay đánh giá được cái hiệu quả trong mỗi thời điểm quảng bá sản phẩm, đúng không? Để còn biết shop là đang phát triển đi lên hay là đi xuống chứ. Ví dụ, biết được doanh số shop đang đi xuống là một chuyện, tìm ra nguyên nhân vì sao và tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý vấn đề mới là quan trọng. Khách trẻ thăm ít mà lượt click nó giảm á, là những nguyên nhân khiến cho mọi người lo lắng nhất. Vì khách không vào thì làm gì có đơn. Và đây là 5 hướng khi mà khách giảm á, thì mình sẽ xem đến đầu tiên. Xin chia sẻ ra để cho mọi người tham khảo nhé. Yếu tố ngoại cảnh ở đây cụ thể là yếu tố về thị trường và yếu tố về đối thủ, hay là những cái yếu tố mà bản thân mình không thể kiểm soát được. Ví dụ về nhu cầu của thị trường, nhu cầu lượng tìm kiếm, mua hàng sẽ thay đổi theo mỗi thời điểm, mỗi ngày, thậm chí là thay đổi qua mỗi giờ luôn. Ví dụ sau mỗi ngày sale đôi, sale lớn á, thì cái nhu cầu mua hàng chỉ tập trung mạnh vào những cái giờ săn sale thôi. Và sau ngày cái sale lớn đó thì cái nhu cầu mua nó sẽ giảm hẳn. Hay là cuối tháng thì khách mua hàng cũng kém đi. Nó bình thường như kiểu là cứ cuối tuần thì mọi người sẽ thấy là hàng xóm sẽ hát karaoke nhiều hơn, hay là các chợ nó sẽ đông người hơn thôi. Dễ nhìn thấy nhất là mình sẽ nhìn vào đối thủ. Bạn nhìn vào những cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp xem là cái số bán của mình giảm, đối thủ họ có giảm như mình hay là tăng lên. Cái này thì nếu mà bạn nào mà bán ở trên sàn thương mại điện tử thì sẽ dễ rồi, đúng không? Nếu cả đối thủ tăng mà mình giảm á thì mới đáng lo. Chứ mà mình giảm mà đối thủ cũng giảm á thì không có gì đáng lo đâu. Có bạn bán dụng cụ vệ sinh nhà cửa bảo mình là sau Tết shop em sao mà sức mua kém. Cứ bảo là thấy lo lo. Thì cả thị trường nó như vậy rồi, ai cũng mua sắm đầy đủ cả rồi, mình làm sao mà đủ sức thay đổi thị trường được. Nhưng nếu để đảm bảo có việc cho người làm á, lúc này mình sẽ chủ động giảm cái lợi nhuận xuống để mà đẩy hàng đi, hoặc là dọn kho chuẩn bị cho lô hàng mới. Tiếp theo mình sẽ tìm đến những cái yếu tố chủ quan, xem có thay đổi được gì không. Như là liệu cái sản phẩm đang có vấn đề gì không, vận hành có gặp vấn đề gì không, shop có đang gặp vấn đề nào không, các chương trình khuyến mãi liệu có còn hấp dẫn. Ví dụ như là chương trình của shop hay là mua kèm điếu sóc, cài xong thì mình không có để ý, thỉnh thoảng thì nó cũng hết hạn mất. Thế là cái giá của sản phẩm nó cao lên bất thường, cũng làm cho cái tỷ lệ chuyển đổi nó thấp hẳn xuống. Nên là nếu mà bạn bán ở trên sàn thì phải nhớ tới cái này nhé. Và bạn cũng nên cân nhắc việc tìm kiếm bổ sung thêm sản phẩm hay là tìm phương án tăng giá trị trung bình đơn lên. Mình đã làm nhiều cái video hướng dẫn cách tăng giá trị trung bình đơn lên rồi. Mọi người chịu khó vào bới những cái video trước đó để mà xem lại ha. Và nội hứng thì mình cũng có xen kẽ trong đấy để cóp nhặt. Kinh doanh thì bạn phải cóp nhặt, phải xuyên thôi. Tiện đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một cái cách nữa để tăng giá trị trung bình đơn lên mà mình vẫn hay làm. Đó là đối với những cái sản phẩm bảo hành như là hàng điện tử á, thì mình hay để là bảo hành 1 tháng, bảo hành 3 tháng, bảo hành 6 tháng và bảo hành 1 năm. Giá bảo hành 1 tháng sẽ ít hơn giá bảo hành 3 tháng, và giá bảo hành 3 tháng sẽ ít hơn là giá bảo hành 6 tháng để cho khách hàng họ chọn. Như thế khách chọn bảo hành 1 tháng của mình, giá sẽ tốt hơn nhiều so với đối thủ. Còn nếu mà khách chọn thời hạn bảo hành là 6 tháng hay là 1 năm á, thì mình sẽ chịu cái rủi ro hàng hỏng hóc cao hơn, vì là hàng điện tử mà. Nhưng mà đổi lại thì khách mua hàng với cái giá cao hơn, mình sẽ có thêm tiền. Tiếp theo là về tối ưu sản phẩm. Thay đổi hình ảnh đại diện sao cho bắt mắt và thu hút hơn. Ảnh bìa sản phẩm á, thì lúc rảnh bạn có thể làm luôn chục cái để mà test xem là cái ảnh nào có nhiều click hơn. Có những bạn mà mình thấy lười đến độ mà có mỗi cái ảnh dùng từ tháng nọ qua tháng kia, hoại sao ít click. Tới lúc mà mình gợi ý thì đổi tới cái ảnh bìa thứ 20 á,
thì mới tìm được cái mẫu hợp với mắt khách nhất, được nhiều click nhất, thì đó lại là cái ảnh mà không phải là cái ảnh đẹp nhất. Những cái ảnh mà bạn thấy thích thì khách lại ít click, còn cái ảnh mà bạn không thích á, thì khách lại click nhiều. Nên mọi người lúc rảnh không làm gì á, thì cứ lôi ra mà test. Và bạn hãy miệt mài tìm thêm những cái sản phẩm mới bổ sung vào kho quà tặng, vẫn cứ miệt mài cài các chương trình mua kèm deal sốc hay là combo khuyến mãi để test xem là có tăng cái tỷ lệ chuyển đổi, tăng cái tính cạnh tranh lên không. Sau đó mới tham gia những cái chương trình flash sale của sàn để lấy traffic. Và mọi thứ nếu mà tốt dần lên á, thì các điểm liên quan nó sẽ cải thiện. Thì sau này bạn cứ thế chạy quảng cáo, giá quảng cáo nó cũng sẽ rẻ và hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó mới chính là cái điểm mấu chốt của cái sản phẩm chạy quảng cáo tốt. Còn chạy quảng cáo thì mình chạy đơn giản thôi, cứ cài quảng cáo theo hướng dẫn của sàn là lên. Còn về tối ưu thì mình cũng đã nói trong những cái video trước là tối ưu về quảng cáo thì bổ sung từ khóa mới, thử nhích giá thầu lên từng chút một. Hoặc là bạn nào mà đang chạy quảng cáo chính xác á, thì thử đổi sang mở rộng. Còn bạn nào mà đang chạy mở rộng thì thử test quảng cáo chính xác. Mọi người đừng có sợ sai nhé, mà phải tự mình test mới biết được, chứ đừng có vội đi thuê mấy bên nhận chạy quảng cáo. Tới lúc mà có chạy hết ngân sách không á, thì bạn cũng không có biết được. Đó là click giảm, khách thăm shop giảm thì bạn cứ làm như thế. À, và còn nếu mà khách click vào xem quả trời nhưng mà không mua á, thì sao? Chắc chắn ai bán hàng, kể cả những lúc mà chạy quảng cáo tốn tiền, nhiều click nhưng mà hàng bán nó không được nhiều như kỳ vọng, thì cái vấn đề này cũng không phải là tại quảng cáo, mà là tại cái gì? Những nguyên nhân khiến cho khách hàng click vào xem nhưng mà không mua ấy, thì phần lớn đều là cái số bán nó không cân xứng với giá. Giá cao hơn đối thủ, cái số bán nó ít, cái sản phẩm nó bị đánh giá xấu nhiều, hay là cái phí ship nó đắt. Thế thì làm sao bây giờ? Tùy vào sản phẩm, hướng đến nhóm khách hàng nào nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ, cái sản phẩm bán cho khách hàng trẻ, các chị em, nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên hay có cái độ nhạy cảm về giá, khách hàng cũng rất thích sưu tập mã giảm giá rồi xin ưu đãi. Nên là mọi người cũng nên chú ý tạo ra những cái chương trình khuyến mại, nhất là những cái ngày sale lớn của sàn á. Nếu mà chưa có kinh nghiệm thì bạn có thể nhảy sang tham khảo đối thủ để xem là cái sản phẩm của mình với của đối thủ nó chênh lệch nhiều như thế nào. Mình luôn follow theo dõi sát đối thủ, nhất cử nhất động của đối thủ á, bạn đều phải biết hết. Vì nói gì thì nói, bán hàng online mọi người gần như là phơi bày ra hết mọi thứ rồi, chỉ là dưới cái góc nhìn của người bán hàng á, có những thứ mình học theo được, có những việc không nên học theo mà mình phải rút ra được cái kinh nghiệm từ họ. Đồng thời khi mà bán được một thời gian á, có dòng tiền rồi, thì mình khuyên là bạn nên tập làm quen với việc là xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu. Khi mà làm được thương hiệu á, thì bạn có thể bán sản phẩm cái giá nó cao hơn một chút. Cách làm thì bạn có thể dành ra 5-10% lợi nhuận để chạy thương hiệu, chạy quảng cáo gợi nhắc thương hiệu, chứ không phải là để bán hàng ở trên Facebook rồi làm YouTube. Tiếp theo là mình hay có những cái sản phẩm nó hơi lỗi một chút, lỗi sản xuất, thì mình hay để giá bằng hoặc là thấp hơn một chút so với đối thủ, đặt cho nó là loại 2. Thì mình thấy khách cũng hay hỏi, hay so sánh cả với đối thủ, thì cũng bối rối, không biết là chất lượng của đối thủ nó sẽ như thế nào. Khách bảo nhắn hỏi mà không thấy người ta trả lời. Khách muốn lựa chọn tốt nhất, muốn mua hàng loại 1 mà chat được với mình á, thì khách mua luôn của mình, chứ không còn phân vân nhiều về giá nữa. Mọi người hiểu mục đích không? Nhân đây mình cũng dặn bạn là đã bán hàng á, thì mọi người phải chịu khó trực tin nhắn nhé. Chứ mà khách hàng hỏi mà sau 2 phút không có ai trả lời á, là khách hàng sẽ lang thang mua của người khác ngay. Còn với các sản phẩm mới thì sao? Nếu mà bạn đang có ý định chạy quảng cáo thì mình thường hay xài lui xài tới mấy cái công cụ marketing mà có sẵn của sàn á, cài flash sale hoặc là tạo mua để tặng quà. Hôm nọ có bạn nào bán cây cảnh, tạo luôn cái combo là mua cây thì được tặng đất, tặng chậu, có khi là tặng phân. Thì test thử thì thấy là khách hàng họ cũng hào hứng mua lắm đấy. Đánh giá và lừa mua thì cái này nó giống như là cái lớp trang điểm lúc mà bạn chuẩn bị ra ngoài ấy. Nếu mà bạn không chịu cày cho cái sản phẩm có đánh giá 5 sao và lượt mua cho nó đẹp lên, thế thì bạn sẽ luôn phải dùng đến là giá đẹp, hạ giá xuống như nhiều người hay làm thôi. Nếu đánh giá xấu quá nhiều hoặc là số bán ít như mình vừa nói ấy,
thì khách mua hàng họ sẽ lựa chọn những shop tốt nhất, có đánh giá 5 sao và hàng có số bán nhiều hơn. Chính vì thế, bạn chỉ nên chạy quảng cáo khi mà cái sản phẩm đã có lượt bán, đánh giá nhiều. Mình cũng phải khuyến khích người mua đánh giá bằng những cái thẻ ưu đãi như là trong một gửi cho lớp mà mình đã share cho mọi người ấy. Thì dần dần cái sản phẩm nó cũng đẹp lên. Lúc nào mình cũng phải có thư cảm ơn và xin đánh giá. Nhưng mà đã làm thư cảm ơn á, thì bạn nên dùng chữ viết tay nhé. Như thế này này. Xong là bạn đi scan, in màu ra, nhìn cho nó gần gũi, chứ bạn đừng có đánh máy nhé. Hiện bạn có đang gặp vấn đề nào trong bán hàng, hay là bạn đang có trải nghiệm gì muốn chia sẻ, thì hãy comment xuống bên dưới cho mình và mọi người cùng nghe nhé. Hãy chia sẻ video này về Facebook, Zalo cho bạn bè cùng xem, và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để xem tiếp những cái video tiếp theo của mình nhé.